Hôm nay xin chào cả nhà nha. Hôm nay mình trong rừng ra đây đi biển luôn rồi cả nhà ơi. Mày đi với chú Tư chuẩn bị lên mâm cơm, chuẩn bị cho giả thăm câu chiều nghe nha. Hay bây giờ chuẩn bị ăn cơm thăm câu. Quay thật nhiều luôn, ít mực ăn cơm chuẩn bị thăm câu chiều. Cả nhà đón xem mình với có chú Tư thăm câu nghe cả nhà. Giờ này mới thấy cái ông Sáu rồi nè. Ông nội ơi, ông chạy em kiếm lưới ông con mua đi. Ông nội ơi, 5 giờ rưỡi mà chưa bố câu nữa. Mấy giờ kéo, mấy giờ cuốn. Này cái gì vậy? Tính đựng mực. Cái mực ra, thôi khỏi đi. Thôi thế nào đi. Mà khỏi đi. Gấp ra là ăn luôn cho rồi. Ăn bóc luôn. Mời cái nhà ơi. Mực tươi xanh luôn. Mình ăn cơm rồi mình kéo câu nghe cả nhà đón xe theo chân mình với chú Tư nha. Trời cũng rồi, chuẩn bị chiều khoảng 15 phút nữa là lấy câu rồi nha. Mặt trời xuống. Giờ chú Tư chuẩn bị rửa mực của dạ giả trước đó nha. Mực đen thui luôn. Đây là mực câu của dạ vừa rồi á nha. Mấy con mực nhỏ này lựa ăn hết rồi. Mấy con này là mực nhỏ nhất rồi đó. Con này là mấy con bự. Con bự bằng mấy giá trước. Giá này kìa. Đứa mực này là của giá trước. Còn giá này đang kéo nữa nha. Ủa con mực ống dài quá trời dài. Khoảng 10 đến 15 phút nữa muối mực này rồi là kéo câu cả nhà ơi, đón xem. Cái này có mấy ký vô được? 3 ký. 3 ký à? Rồi. À, mặt trời xuống hoàng hôn đẹp lắm đó nha. Rồi sửa soạn chuẩn bị kéo câu này là có cái con tôm giả nè nha. Này là cái con tôm giả để mà dụ con mực lôi nó chạy dài nước vậy nè, cho con mực nó ăn dính cái câu tôm đó nha. Rất là nhiều luôn nha. Đủ màu luôn. Này là con tôm giả cuộc lôi dưới nước. Cái này chú Tư lôi bao nhiêu tôm chú Tư? 180 con nè. Đây vô bờ khoảng chín mấy gần trăm cây số á nha. Từ đây vô tới đất liền 54 hải lý. 54 hải lý chắc cũng là 96, 98 cây vô được. 1 lý là 1 cây số 8 là từ đây vô bờ là chạy khoảng gần ngày 12 tiếng mới tới. Ghe cũng chuẩn bị lấy câu. Rồi giấc này cũng 5 giờ mấy, 6 giờ mấy rồi thôi. 6 giờ 10 hai vô cháu chuẩn bị lấy câu. Chắc
này đèn câu mực sáng đó nha, về về ở ngoài mây đầu hình quá trời. Chiếc này gần là chút xíu lấy câu, chiếc này chắc cho tết. Câu này giống cũng nửa tiếng 40 phút. Thăm thì nó mau, bữa nào ban ngày ấy thì mình quay ban ngày cho mọi người xem, giờ ban đêm tại rất tối dính mực nhiều hơn nha. Cái cục chì dưới lên, cái lô kéo cục chì lên. Hy vọng là giá này mực nhiều nha. Cục này là chú Tư chế bằng cái motor xe đạp điện đó chế bằng cái cục motor xe đạp điện để kéo cái cục chì câu lên. Để kéo tiếp, giờ cục chì gần lên tới, nó hơi nặng, cục chì 15 kg lận. Cục motor xe đạp điện. Rồi câu lên tới à. Nó cục chì ba lớn này mà 15 kg nè. Giờ đang kéo ông dây mà rất tối mờ. Rồi con tôm đầu tiên đó nha. Con dính mực rồi. Mực nhỏ. Ô, con này nhỏ. Mực beo. Mình lấy cây giọt cái mình tiếp chú Tư xúc mực. Có thôi. Ồ, chú Tư kéo câu nó có mực rồi đó nha. Nguyên cục dây luôn.
có mực cả nhà thấy à, nó trắng trắng đó cả nhà. Em mực bự đầu tiên, mực này là mực lá nha nha. Đó. Ok. Có mực nữa rồi. Hai con, hai lưỡi hai con. Cái giật rồi. Mực này chú Tư có làm khô không chú Tư? Không, bán tươi không à? Bán tươi à? Tươi ký được nhiêu Tư? Cả 250 không Tư? 200, 190 đó nha. Như chú Tư ở nhà mà cũng có làm khô mực bán á mọi người. Ai mà ăn mực khô thì liên hệ mình. Nhiêu mực khô gì là tầm bao nhiêu ký mới vô 1 ký chú Tư? Cỡ 3 ký 2, 3 ký rưỡi vô được 1 ký khô á. À, như mực này ký 200 thì công này kia nó chắc cỡ 800.000 tới 1 triệu 1 ký không chú Tư, mực khô á. Ở đó đổ lại à. Ờ, cỡ 1 triệu đổ lại á. Này là mực tươi sống làm khô. Ồ, có mực cả nhà. Giờ đổ vô đây. Ba em. Bữa nào ban ngày mình quay cho chi tiết hơn mọi người, nhưng mà có cái ban ngày nó ít mực hơn buổi tối bắt giấc này. Giấc này mặt trời xuống hết thấy mặt trời à. 6:30. Mực bự rồi chú Tư, nó mực bự rồi nha. Như là mình kéo rồi nó dính lại nghe nặng hay chú Tư. Rồi, kỹ. Chú Tư nó có mực bự nó ghi à. Mình thấy con mực rồi nha. Đây. Có 300 gram mà không bự không? Cục lên nó xịt mực ra. Lên nó xịt mực ra bột luôn. Đang con nữa. Đâu? Đây. Sống nhăn luôn. Như là đi chuyến biển gì thì cũng hơi lâu nha, tại vì xa bờ á, không có đi vô ra được. Hai chú cháu đi thì cũng khoảng 7-8 ngày tới 10 ngày mới vô một chuyến nha, tại vì xa quá và xa bờ. Đi vô bờ tới 54 tới 55 hải lý gì lận, có khi còn xa hơn nữa.
có mực hay gì đâu, ô con mực bự lắm ơi. Rồi banh cho mình luôn. Banh cho mình luôn. Ôi giò cắn nè, mực không luôn rồi. Ô cái này có khi xịt vô mặt luôn đó. Mặt đây là nó nói đường mà mặt cái mát lắm đâu có chắc đâu. À chứ đừng chú đừng chứ giờ có bị đâu đừng ghiền. Ờ chú đừng nó xịt vô mặt chú đừng ghiền luôn. Ờ con này mình máy xịt cái cáo này nè, nó xịt cái mặt nó bảo vệ, nó nhiều khi có cá cái màng nó xịt nó chạy mặt nó mát lắm. Ờ mặt nó mát, mặt nó đâu có rác đâu. Một cái này là cái mai của con mực nè, mực gai chơi. Con mực nổi nha. Đó đó. Nó theo mà nó mực con nó theo nó không ăn. Nó lội theo con tôm mà nó không ăn á. Tao. Đó kia mà. Đây. Kéo câu lên là sắp câu đều để sáng bữa nha. Đó, tôm. Tôm rất là đẹp luôn. Như kéo về là cảm giác dính tôm mực bự mực nhỏ là biết luôn á. Tư con nào gửi nặng bự, con nào gửi nhẹ nhỏ ấy. À cũng giống như câu cá ở trong bờ. Có mực nha, không phải bây giờ tầm 10 phút mà được mới có hai mấy con tôm mà được cái coi mấy mực đây, chắc con này còn sống nè. 3, 4, 5, 6, 7 con này là nhỏ, nhỏ hơn con chiều mình ăn nữa. Cái này là dạt ra mực mà hồi chiều mình luộc ăn là mực là nhỏ nhất á. Thôi mực nhỏ là đen bắt cho tôi nói mực ơi, chiều đó là nhỏ luộc ăn ngon, còn bự nó ăn không ngon. Bự dai lắm. Này có con ký ở ngoài luôn á thư. Ký thì có ký mà lâu ít. Cái hàm quá nha. Đục có mực hay gì. À, như cua con tôm vô dây rồi chạy ghe lôi dưới nước giống như con tôm đang lội vậy đó, rồi con mực nó thấy nang á nha. Con tôm giả. Nay này mình để nguyên video dài luôn, chắc mình không cắt nghe nha. Hết vàng câu luôn, thôi được nhiêu con. Có nữa rồi. Ờ chú Tư nó có nữa nha. Bự. Quá bự. Ui. Có người dùm thấy con mực chạy theo rồi, mà cái vô luôn kìa. Thấy rồi. Có mực chạy theo bự dưới trời lắm. Đây. Ui. Con cung mực 600-700 gram. Để 800 gram. 800 gram thôi. Nãy có con mực chạy theo có ký mấy luôn á nha. Đó, sướng chưa. Đây nè, chụp đầu. Đã lắm.
con này 800 gram, bự hơn bàn tay của nó nè. Ủa, nãy có con mực lội theo bự dưới trời lắm. Có anh em nào mà mua mực khô thì liên hệ số điện thoại mình luôn nha. Số điện thoại mình để dưới mà phần miêu tả. Có mực nữa nha ơi. Ô ơi ơi. Vô nè. Ô. 400 g. Ơ. Đó. Xịt mực ra mấy nó xịt một phát một mặt mày banh luôn. Xịt. Nãy giờ con này bự, con này thì mới dính nè. Tới được rồi. Ô, có mực nữa nha ơi. Ô, lội mực nước luôn rồi. Không biết mọi người có thấy không. Ô, gọi từ xa kìa. Wow, bún. Chớp chớp sáng sáng nha. Đó, thấy rồi đó. Đó. Chô. Từ sống luôn. Cắn. Có nữa rồi. Ô. Để nhảy cái. Để chúng mày dở lên luôn. Rồi. Chú thử dở lên. Ú. Hai lưỡi hai con sát bên bằng nhau luôn. Ủa con mực trứng không. À. Đó. Sướng. 4-5 con này còn sống không luôn nè. Con này mới kéo. Ủa, thấy mê quá chú tôi ơi. Như chạy ra đây thì băng ghe đây cũng đông cả nhà rồi, tối rồi súm lên cụm rồi neo ghe với nhau ngủ chứ không có dám neo riêng nha. Tại ngoài này tàu buông chạy dưới trời lắm. Tàu buông chiếc nào nấy như nhà lầu. Thôi có sáng cái mình rảnh mình quay cái mà quá trình bủa câu nha. Cái gì giấc này tối kéo câu sáng mơ khoảng 5 giờ sáng. Mờ trời cái rồi chú Tư bữa câu rồi mình quay cho mọi người xem ở clip sau nghe. Có nữa không Tư? Đó, có mực nữa à, mình thấy ta cả nhà. Chớp trắng trắng ngoài kìa. Đó, lo mực vô nè, đó, thấy chưa. Đó. Trời ơi. Rồi, xảy luôn rồi nha ơi. Ổn quá, bự không được. Còn đâu nè. 300 gram không. 300-400 gram không luôn. Ổn quá nha ơi. Nếu 1 ký 200 ngàn mà 400 gram là thấy gần 400 gram là gần 100 ngàn rồi nha. Đứt con là tiếc lắm. Ô, có mực nữa nha. Mực ống, mực thước. À, cái này có mực thước nè. Mực thước. Ô. Mực thước. Ô, mực thước quá nhà ơi. Qua thế. Ô, đã quá. 4-5 tấc luôn. 5 tấc.
bốn công tắc luôn. Đây là mực khước này nè, đó. Đây, ồ, đã chưa, một gan, để coi từ từ cái mí gâu nè, đó, đổ xuống hai gan mấy luôn á, bắt ra mọi người xem, đó. Này. Nè, từ từ cái mí này mình đo lên, con này vẫn năm tắc, một gan. Hai gan là mới tới mí này à, còn cái gâu này lú gan đã quá. Mực khước, con này là kêu mực khước. Thấy con này tiếc quá. Đứt gâu nữa. Đứt gâu quá nha. Mấy ghe đèn xa xa đằng kia trắng trắng mà đỏ đỏ là câu mực, ghe câu mực. Ủa, mực nhỏ. Mực cỡ này luộc nó mới đã ra. Đó, mực cỡ này là chiều mình luộc nè. Để mình mở cái đèn lên. Đó. Nè, cỡ con này là chiều mình ăn nè. Khoảng tầm khoảng tắc rưỡi quá, tắc 8. Con mực thước. Đó, con này nó bự lên là thành con mực thước nè nha. Con này là bự lên là thành con mực thước. Đau quá. Cô mực là mực một nắng phải không chú Tư? Hả? Mực một nắng á. Khô quá. Không phải một nắng khác á. Khô nắng á, một nắng thì phải vừa vừa ăn nó ngon. Dạ, một nắng. Khô thì phải thêm nữa nó mới khô. Một nắng nó đâu khô. À. Một nắng là khô, một nắng lại chưa khô đâu, một lớn mà. Mực lớn là một nắng chưa khô, phải phơi nhiều nắng mới khô. Mà một nắng thì ăn ngon. Mà một nắng ăn ngon hơn. Xíu là tắt máy. Như vậy là tầm khoảng 2 ký mấy 3 ký à. Lần đầu tiên thấy được con mực thước. Đó, nó dài bằng cái kết này luôn. Ngoài này có lá cây trôi nữa, không phải. Hồi nãy mình thấy con mực lội cuốn ngoài luôn, đã thiệt. Đó, con tôm dưới nước là lội, tôm giả lội gì đó cả nhà. Tôm đủ màu luôn, xanh đỏ vàng tím hồng. Có thăm thì nó mau, thăm thì nó mau khoảng 25 đến 30 phút, và còn cuốn này thì lâu lắm, cuốn này khoảng 40 phút.
nãy giờ nó hơi lắng động quá. Có mực nữa. Ê, xúc nè, vô mực bự bự không à. Nó lên là nó đỏ rồi nè, đỏ rồi hồi nó chết rồi nó mới trắng lại như mấy con này à, nó chết là nó trắng rồi, còn nó sống là nó đỏ, dưới nước nó cũng đỏ. Nó giờ nó tái là từ từ nè à, tái là từ xíu là trắng tươi à, nó sống dưới nước là nó màu đỏ. Chép hào dính mực nữa nha. Ồ, không thấy được mực. Ồ, mực thước. Con mực thước nữa. Đây, con này cục hơn con nãy một chút. Ờ, một thước nó đã quay đó, hai con một thước. Mấy con đo con này nhỏ hơn con nãy chút. Nó con mực ống này, con mực thước này là dưới nước nó cũng đỏ nữa cả nhà. Nó lên khỏi mặt nước rồi khoảng 2-3 phút rồi nó mới trắng lại từ từ. Nó giờ là trắng lại. Cái gâu nó còn đỏ nè. Cái gâu giờ này là còn đỏ nên chút xíu là trắng rồi luôn. Con này chưa chết. Nó xịt nhiều khi là xịt vô con mắt là bít con mắt luôn. Nhưng mà chú Tư nói là cái mực nó, của nó mát, nó không có ghét con mắt. Có nữa rồi đó. À, chú Tư, có nữa hả Tư? Con chú Tư nó có nữa. Để coi. Đây mình thấy được con mực đó nha. Hơi xa quá, máy quay chưa thấy. Đó, lội vô dài dài. Đó. À. Xúc nè 200g. Như là dính gì cũng có sảy là nó để gâu là hết thôi. Ừ, sảy chứ. Ừ. Nó dễ gì khi dính meo quá, dễ đứt gâu lắm luôn. Đứt gâu lại. Nó mạnh lắm. Nó mạnh hơn cái chê trong đìa, trong người cuộn nữa. Nếu như mà con mực 1 kg với cái chê 1 kg là con mực mạnh hơn không hả? Mạnh hơn à. Ô, con mực mạnh hơn cái chê đó nè. Đây, giết luôn. Nếu như hai con cá chê 1 ký với con mực 1 ký là con mực mạnh hơn nhiều. Cái này cầm câu cần nó kéo lên chua lắm á Tư. Dính mực nữa nha. Nó có câu bắt bắt. À. Con này nhỏ. Chật mực. Rồi dính vô mặt nữa rồi. Xịt một cục vô camera nó là nghỉ quay luôn. Thằng gì dính nữa hay gì? Không phải. Ừ.
đêm nay chắc 6-7 kg luôn. Từ từ nói đêm nay 6-7 kg luôn. 6-7 kg thì 1 kg 200. Kg 200 7 kg là được triệu tư hết rồi, chú tư. Câu. Một giá câu được 1 triệu tư, giá câu kéo 1 tiếng mấy á. Bữa nay hai ô cháu giấc chiều này hơn. Dính mực nữa vậy nè. Ù mực bự quá nha ơi. Nửa ký không? 200 300 g. 300 g. Con này là ta kêu mực lá. Tôi quay nó ra khác đó, không nó xịt mực vô camera. À, con mắt nó xanh giòn à. Mà như con này chết rồi là thấy mắt xanh à. Còn con mực mực thước là mắt trắng, còn mực lá là mắt xanh. Nó có hai bên bè bè ra như cái lá nè. Ờ, con nghe con mực con chiếc dép lào là con cũng con mực lao á, con mực lá được. Lá sò đó, lào như con mực như chiếc dép lào. Cho nên nó con mực bự quá như chiếc dép lào vậy là kêu chiếc dép lào. Hồi nãy giờ mình chưa có con nào á thư. Có chứ. Nãy giờ đừng coi. Ờ đúng rồi, con này là kêu là dép lào nữa nha. À đó, con này 800 g. Đó 800 g là chú tư kêu một chiếc dép lào. Đó. Ô, con cá xanh xương bự quá. Thấy qua nhà đó con cá. Cá xanh xương bự quá. Tôi xúc này. Thấy. Quá đứng vô. Dắt nó sắn lũng luôn. Sắn lũng giật lỗ chà bá luôn rồi. Đúng lỗ. Đau quá. Cá xanh xương, cá nó là cá xanh xương. Thường là cái giả tối này là nó trúng nhất hả vô tư? Vô tư nói tối giấc này giấc chiều chiều là nó ăn mạnh hơn ban ngày vậy nè. Vô tư kêu mình qua. Nó có nhiều cái đồng nhất sáng sớm như giờ tối. Chạy xuống. Nó cũng như cái đồng với ăn là giấc sáng sớm với giấc tối à. Giấc sụp chiều à, còn tối nữa là nó không thấy đường nó ăn. Có mực đâu ấy, đâu ấy, ô mực bự. Ô 300 g. Đó, 300 g. Con này lên trắng liền luôn nè, mày cũng còn sống. Xíu nữa là xịt mực vô mặt à. Con này mực trứng. Con này mới vớt lên nè. Bắt kỹ kỹ á, bắt ngay răng nó là cắn sức cục thịt luôn á. Răng dữ trời răng luôn. Nè, mình lấy cái răng nó ra cho mọi người. Cái răng ở đây nè. Răng nó như răng chó vậy. Ê, như cái răng của con rùa vậy. Cắn rồi sức cục thịt. Đó, đây cá xanh xương nữa nè. Đó, cá xanh xương. Hai ba con cá xanh xương luôn. Lội. Cảm giác dính mực nó không chứ đâu.
đó, chú Tường nó có cảm giác với mực nữa. Còn hơi xa vài lưỡi. Còn hơi xa. Tôm quay đầu ra luôn. Như con tôm này là loại mình kéo làm sao cho nó mà gần đáy đó hả chú Tường? Con mực ban ngày là nằm gần gần đáy, mình lôi con mực, mình lôi con tôm giả là gần gần sát sát đáy. Rồi con mực nó ăn. Cái lưỡi câu mực này là nó không có ngạnh. Con mực là nó biết lội ve không hả chú Tường? Nó dính rồi nó ve không à. Ve rồi nó tới được luôn mà đều ve mạnh hơn tới. Là con mực nó đau là nó ve không mà chứ nó không có lội tới cho nên là không có xảy được. Còn cái lúc nãy xảy là nó dính meo quá chú Tường. Đứt gâu luôn. Giống như cá vô cắm câu mà dính meo quá xảy à. Nãy giờ kéo được nhiêu câu đây à, nhiêu tôm nè? 2 phần câu rồi. Được 2 phần câu. 2 phần 3 hết là... Được 2 phần 3 câu rồi, cũng gần hết câu rồi. 180 con, nãy giờ còn khoảng 30-40 con hết rồi. Còn nữa 50 con nữa. Còn 50 con nữa, 50 con tôm. Quá trời cá xanh xương luôn. Lội lên nè. 2 con nè. Đó. 2 cá thanh xương. Chú Tư đi nghề câu này mấy năm rồi Tư? Chín mười năm à. 9-10 năm. Theo đuổi nghề câu này là 9-10 năm. Mà chú Tư đi ơn luôn á, nhà đi khơi có này mà chú Tư đi ơn luôn, lần này là mình đi theo quay trải nghiệm cho mọi người xem á. Chứ mấy năm nay chú Tư đi ơn nha, mà đi mình ơn mà đi cách xa bờ trăm ngoài cái số. Có lúc chú Tư đi còn khơi hơn nữa. Con mực lúc nãy nó cũng chết rồi. Đây, đây còn sống. Thước này đã dài bằng cái kết năm tấc. Sao hơi thưa được, giác hơi cuối câu này nó mực nó hơi thưa. Mà như con này sảy không được, nó có gầu, đứt cái gầu. Lúc đầu dính thấy ham quá, hơi cuối câu hơi thưa rồi. Năm nay nó là 9-10 năm nghề câu rồi. Lên là sắp điều vậy rồi, sáng mình bủa là để ngầm ra thì sắp bủa không có. Có lớp có làng vậy là bóc dục ra từ con. Rồi khi để ngày sáng mai mình quay cái video mà chú Tư bủa câu cho cả nhà xem luôn.
có đâu được. Đó. Cái đó là sảy nó chừa để gâu lại đây nha. Đứt gâu. Dính mèo quá đứt gâu. Coi. Được. Vô. 200 g không tới á, con này giá 150 quá. 150 180. 200 g không tới 200 g. Cái lá bự. Hai chú cháu mình nãy giờ cũng kéo rồi ở nhà, mà tại nãy cái máy quay mình nó hết pin á cho nên không quay được cái cảnh cuối, mà nãy hết pin nãy rồi cũng được cỡ mấy con, từ 4-5 con không? 4-5 con gì đó. Nãy còn 50 con cuối mà được 4-5 con mực nữa, giờ chú Tư đổ ra rửa. Hai kilo chùm gâu à. Nãy tới cuối rồi máy quay nó hết pin, nó cúp nguồn ngang luôn. Nó còn ở 40 con tôm nó cái nó cúp nguồn. Đếm thử được nhiêu con thôi. 1 2 mực thước chút để không à. 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 28 con mực lá. Con này là mực bầu, mực ống. Con này mực thước. Mực ống. Này, để lấy sắp mấy mực này ra để làm hình nền luôn đó nha. Sắp mấy con mực này. Mực bự. Làm hình nền hả? Dạ, làm hình nền. Làm hình nền video á. Đẹp. Dạ, sắp mấy con bự ra. Đục. Con này 800 g. Đã quá. Này, chú Tư kéo nguyên chùm gâu ra thôi. Đấy, kéo chùm gâu ra. Đó. Bà, kéo ra chừng 2 kg. Rồi, được rồi. Rồi.